Xin chào đón tất cả các anh em CCTV đang theo dõi bản tin đế Corner số 6 kỳ này. Và em là Thảo Uyên, hy vọng rằng sẽ mang lại những thông tin thật hữu ích cho tất cả các anh chị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức như sau. Đầu tiên, chương trình World Shop Dahu Đế năm 2019 đã được diễn ra thành công tại 4 tỉnh thành khu vực miền Nam. Thứ hai đó chính là ra mắt chương trình Quát Áp Thả Ga, du lịch Trung Hoa. Thứ ba chính là livestream cam giải nhiệt cùng Dahu DS. Và thứ tư chính là vinh danh hai thành viên tích cực nhất của group Dahu trong tháng 3 năm 2019. Và thứ năm, áp đế group đã cập nhật bản phân hạng thành viên, thứ hạng càng cao, ưu đãi càng khủng. Và thứ sáu chính là 30 tháng 4 khuyến mãi chất lừ. Và thứ bảy chính là chương trình khuyến mãi mua khóa tặng khoan vô cùng hấp dẫn. Và ngay bây giờ thì các anh chị hãy cùng với Thảo Uyên cùng điểm qua những chi tiết của những tin tức trên nhé. Chương trình Workshop Dahu năm 2019 đã được diễn ra tại 4 tỉnh thành khu vực miền Nam, lần lượt đó chính là Đồng Nai, Vũng Tàu, Cần Thơ và Bến Tre. Và với sự tham gia vô cùng đông đảo và đầy nhiệt tình đến từ các anh em kỹ thuật viên của CCTV thì chương trình đã được diễn ra một cách thành công và tốt đẹp. Ngay bây giờ Thảo Uyên xin phép được mời tất cả các anh chị cùng xem lại những hình ảnh đáng nhớ trong chuyến Workshop vừa qua nhé. Miền Nam xin được cảm ơn tất cả những đơn vị đã cùng phối hợp với Dahu DS cùng tổ chức một chương trình workshop vô cùng ý nghĩa và mang lại những thông tin thật hữu ích. Và kính thưa các anh chị thân mến, hiện tại thì chuỗi workshop Dahu DS đã được khởi động trở lại cùng với sự phối hợp của tất cả các nhà phân phối lớn trong thành phố Hồ Chí Minh. Và các anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta hãy cùng theo dõi và đón xem để không bỏ lỡ nhé. Trong tháng vừa qua thì chúng ta đã ra mắt chương trình Quát Áp Thả Ga Du lịch Trung Hoa. Và đây là một chương trình mà DS nhằm tri ân cho những anh em đại lý đã luôn lắp đặt sử dụng những sản phẩm của Dahu DS và đặc biệt là sử dụng app của DS Club và nhằm tạo nên một sự gắn kết yêu thương cũng như là tạo lòng tin dành cho tất cả những đại lý của Dahu DS tại Việt Nam. Và thời gian diễn ra chương trình là từ ngày 15 tháng 4 năm 2019 cho đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2019. Quà tặng chính là vé du lịch tham quan trụ sở Dahu tại Hàng Châu, Trung Hoa và những di tích danh lam nổi tiếng của Trung Hoa. Và mọi chi tiết chương trình thì các anh chị có thể truy cập website DS Guilty để cùng tham gia và không bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn này nhé. Trong tuần vừa qua thì chúng ta đã cùng thực hiện livestream cam giải nhiệt cùng Dahu DS và cùng với anh Ngọc Được và chị Hạnh Nguyên thì chúng ta đã thử độ chống nước của một số dòng camera Dahu và kết quả thật tuyệt vời đó chính là tất cả những camera được nhúng vào nước đều được hoạt động và ghi lại những hình ảnh khá là rõ nét và đặc biệt là không bị chậm trễ. Và hy vọng rằng những livestream thú vị trong tuần vừa qua là một bài test vui vẻ nhằm giúp tất cả các anh em kỹ thuật của CCTV có thể dễ dàng hơn cho việc lựa chọn những dòng camera trong việc lắp đặt của mình vào mùa mưa lũ sắp tới nhé. Và tuần vừa qua thì DS Miền Nam đã vinh danh hai thành viên tích cực nhất trong group Dahu trong tháng 3 năm 2019. Và DS luôn chào đón tinh thần chia sẻ tuyệt vời đến từ tất cả các anh em cộng đồng CCTV tại Việt Nam. Xin được cảm ơn hai thành viên tích cực đó chính là anh Huỳnh Hiếu đến từ công ty Huỳnh Gia Telecom và anh Xuân Khoa đến từ công ty Nabo. Và mong tất cả các anh em luôn tâm huyết cùng với Dahu DS để cùng xây dựng một cộng đồng Dahu DS Việt Nam vững mạnh, văn minh và vui vẻ. Và đó cũng chính là điều mà tất cả những thành viên trong team của DS Miền Nam đang hướng đến. DS Club đã cập nhật bản phân hạng thành viên và thứ hạng càng cao thì sẽ nhận về cho mình những ưu đãi càng khủng. Và anh em đã tải hết app DS Club chưa nào? Hãy cùng link truy cập website DS Security để cùng được hướng dẫn tải nhé.
Và lưu ý rằng hạn được tích điểm tính bằng tổng số điểm từ khi bắt đầu sử dụng app cho đến ngày hôm nay. Và điểm tính hạn hợp lệ khi khách hàng thực hiện quét mã sản phẩm Dahua DS do chính công ty DS Việt Nam phát hành, không tính điểm cộng trực tiếp đến từ những hoạt động game show, livestream, v.v. Và điểm đổi thưởng không ảnh hưởng đến các thứ hạng trong app. Trong tuần vừa qua có một chương trình vô cùng hấp dẫn đã được diễn ra, đó chính là 30 tháng 4 ưu đãi chất lượng. Và chúng ta chỉ còn một vài ngày nữa là sẽ kết thúc chương trình hấp dẫn này rồi, với 3 combo vô cùng hấp dẫn. Khi mua đơn hàng trị giá 3 triệu thì các anh chị sẽ nhận ngay cho mình một camera HEC T1A21B hoặc 5 hộp liền nguồn 12V2A. Và khi mua đơn hàng trị giá 6 triệu đồng thì các anh chị sẽ nhận ngay cho mình một camera HEC HFW1230TB hoặc HEC HFW1230TLB. Và khi mua đơn hàng trị giá 10 triệu đồng thì các anh chị sẽ nhận ngay cho mình một camera IBC A26HB hoặc IBC C26EB. Và thời gian diễn ra chương trình từ ngày 15 tháng 4 cho đến hết ngày 4 tháng 5 năm 2019. Và chi tiết thì các anh chị có thể liên hệ đại lý phân phối gần nhất hoặc truy cập lên website dsecurity.vn để được tham khảo những thông tin cụ thể nhé. Trong tuần vừa qua thì chúng ta đã cùng cập nhật một chương trình khuyến mãi vô cùng hot, đó chính là mua khoan tặng khoan. Và DSS xin được trân trọng gửi đến tất cả các đại lý của Dahua chương trình khuyến mãi mua 5 tặng 1. Khi mua 5 khóa cửa thì quý vị sẽ nhận về cho mình một bộ khoan Smart Lock trị giá 1.400.000 đồng. Và sản phẩm được áp dụng với toàn bộ các mã hàng của các cửa hàng đại lý. Và thời gian diễn ra chương trình đến hết hàng. Và đối tượng áp dụng chính là tất cả các đại lý của Dahua trên cả nước. Và chi tiết chương trình thì các anh chị có thể truy cập lên website DS Security hoặc fanpage DS miền Nam để không bỏ lỡ cơ hội nhé. Và các anh chị thân mến, bản tin DS Corner số 6 kỳ này đến đây là kết thúc. Và Thảo Y hy vọng rằng những thông tin vừa rồi đã mang lại những hữu ích cho tất cả các anh chị. Và hy vọng rằng tất cả các anh chị hãy luôn like và subscribe tất cả những video đến từ DS Corner. Xin chào và hẹn gặp lại!